Dính nhạc sao? Dính nhạc hả? Chắc là bị sao mấy cái lo bị sao mà không không bận lo mà lo mà anh này em mở nhỏ để em gọi cho khách mà đầu năm mà gọi không có khách mua máy đang nhớ gọi lại em muốn bệnh đây mới đi ăn có ở đêm mà bệnh trong nhà quen rồi chủ ra ngoài nó chuẩn gió chuẩn gió hồi giờ có đi nặng không chị? Không chị. Rất sợ đau. Ít ít là phải đi nặng ngay, chứ để nhiều quá càng ngày càng lây lan nó ăn sâu.
được chị trả cái vali cho thầy và con ta. Ở đâu ra? Vẫn còn trong mà. Để ra vào trong cái phòng ta. Nhà cũ hả? Chọn hết trên đây thì chứ. Mấy cái giường kia. Giường số 3. Xe rồi hả? À gì vẫn còn trên đó. Không được. Xuống luôn, sang qua kia.